có một cái đèn ở ngoài kia thì em đừng có lâu đi nữa. Cái đèn ở ngoài mà hồi nãy chị mới nặng một lưng á, để cho nó khỏe, tại vì giờ trừ trong này là bắt đầu làm rồi đó. Nóng rồi đó. Không bắt buộc là nóng gì mà. Câu nó ít hơn, mụn viêm hơn. Sao nó tăng lên mấy mùa không vậy? Tiếp chờ xíu qua các chị nữa nha. Khô dã mà. Ông sợ quá, ông đòi về đó chứ chị. Ông sợ đau, ông đòi về đó chị. Mà câu này là mụn cơ địa rồi, phải đi nặng miết rồi đó. Chứ không là nó lại... Bờ thai này dễ bị ấy lắm nè. Ông chạy mỡ. Dạ tắm, nhưng mà mình làm chui. Chắc táp là mấy người táp tốt mà chả cát được luôn. Thằng đi, không cho nó táp dễ sợ. Thiệt hay chứ. Cái ông đá cửa ông cát ở trong, mình không biết, mình cứ thấy đóng cửa, mình đâu biết được. Cái lây, cái biểu lây giờ mở có mở cửa cái không, cái gì như không. Họ dám mở, mở như rơi vô phạt với cha, họ phải làm chui với mình đập cửa mình đi vô chứ. Mình hỏi chứ. Ngày bật để cho máy cho lên chứ không lẫn hư. Tiếng 30 cái máy mà rưới một tháng 900.000 tiền điện đó, dễ sợ. Còn dùng còn thì mình nói là tháng mấy triệu. Nấy tờ tậu nhất á. Nấy mấy tháng, 2 tháng chưa?
Thôi cho 2 tháng đi cho rồi. Nãy là 2 tháng đó chứ. Tháng rưỡi thì cho 2 tháng cho rồi. Ngày để giờ bật nấy lên thử đặt không ngày khó mình kiếm công nhân gì vậy. Mà tiền trong nhà dùng là mình nói cái nấy là một đồng hồ đi. Xí chụp. Chứ mình nặng cái kia không cần ghi số để bỏ game phụ rồi. Ghi tên vô chứ không khỏi lấy đúng không? Không. Sướng rồi. Tháng 15 triệu đây mà giảm được mấy triệu còn không không giảm luôn kìa. Thuốc tài thì xin làm chi? Nói chung cái chi cũng cũng xin hết trơn á, nhưng mà thuốc tái đâu có đám cửa đâu, không bón bình thường, nhưng mà không có người ra đường, ít bón thuốc hơn hồi xưa thì tất nhiên cái chi cũng thế là thành ra xin được nhờ anh cho. Chắc họ cũng khá giả chứ mà họ nghèo là mấy người mà tiền nhà là vẫn thấu lệ, ví dụ thuê mấy tháng thì ấy nó còn thấu lệ, còn tiền cạc là mất. Ví dụ như đưa 6 tháng mà em mới 3 tháng em nghĩ là trả mấy cái cục chỗ này vậy, thế phải giải chỗ này phê lò luôn. Sáu tháng
bị chọn tay không vậy? Cái tay này thôi đúng không? Hôm nay mụn tên nó thiệt. Cho con ăn uống là khỏe được. Nghi vẫn chưa đi ta. Nhiều thiệt sự. Cô này mà mụn nặng dễ. Khỏe thiệt sự. Sáu tháng. Có bị chọn tay không vậy? Cái tay này thôi đúng không? Tên nó thiệt. Cho con ăn uống là khỏe được.
cũng chưa đi ta. Nhiều thiệt sự. Cô này mà mụn nặng dễ thì khỏe thì sợ. Chị bé em làm gần xong chưa Huyền? Ý là cô đang làm mà. Làm ở dưới rồi chị. Người chính làm rồi đó. Hà làm. Thằng này chắc là ông rái ông về thôi. Mụn câu này giống mụn à. Câu hôm trước á. Câu tới thời điểm là sẽ đỡ nổi mụn. Mấy cục mũ mũ này.
chuyên gì bán nặng cái miệng nha. Đào phải lấy chứ để chỗ nó chờ cho lấy thì lấy nhẹ này, không xí thấy đau đó này. Còn một trời im cho lên máy bay rồi đó. Quen rồi, chờ chết rồi đó, quen rồi, chờ có làm răng nè, làm răng cho nó khỏi. Bôi dao vô ngón tay thì được. Được thấy. Cái nó không ngậm vô rồi. Chứ mình bỏ xuống, mình muốn bỏ xuống ra, mình mới nó, mình quên, mình bỏ vô. Ui, hết trơn tay, hết chân, đưa lên trái. Sợ nhiều quá. Nên còn nấu sẵn sẻ đó nha, muốn nấu tá cái thằng anh ấy chịu chứng nhân tám mà mái nhà mới tám bị ông tám không tám nhớ trời nát nên mình ra bên nhà cái chi thằng anh trời nhớ lắm mà trời mùa lạnh chắc cả tuần mà mua mình nước chịu không nổi.
trong một. Sai nhưng mà lớn rồi mà chị trời họ muốn biết yêu là sạch hả? Con bồ mô mà chịu được cũng giỏi.